Hello Nam, lại là mình đây, Khương ca lơ của Nam đây. Thì hôm nay Gana ra sự kiện nạp kim cương nhận quà nè. Thì đây, xe mô tô thần tượng này. Thì Nam nạp 150 kim cương là Nam mình nhận được cái mô tô này rồi. 500 kim cương là Nam mình nhận được cái quả bom keo. Nó còn chưa hiện cái hình sự kiện ở đây anh em. Tại vì bây giờ là 12 giờ mấy thôi, chưa có hình đâu. Ok, đây lựu đạn bom keo này nè. Đây bom keo này khá là đẹp ha, khá là xịn sò nè. Nhạc không biết nó có to như mấy quả kia không ha, thì này phải vô test mới biết được. Tiếp theo là phần tủ đồ, xin lỗi anh em. Tiếp theo là phần sưu tập anh em, phương tiện đây. Nhìn giống mấy chiếc cào cào các thứ nè, khá là gì ha, nhìn cũng đẹp ha nè. Thì ok, để mình vô trong sinh tồn test cho anh em xem quả bom keo cũng như là chiếc mô tô ha. Ok, anh em mình cùng đón xem ha. Trước khi vào video thì anh em kéo xuống cho mình xin một like, chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, vào game rồi anh em. Thì mình chỉ đơn giản là test keo cũng như là xe thôi, em không bắn đấm làm gì. Ok, nhập đi kiếm xe cũng như vài quả bông keo ha anh em. Ok, bay khá là xa. Okay, nó bay qua xưởng đi, xưởng biết đâu có xe. Xuống được chiếc xe này nè, ở đây có cái gì xinh sáng nữa kìa. Ok, xe này nè, xe nhìn bựa chưa. Cái này để làm gì ta? Chạy. Có thành định sau lưng. Cái này để làm gì nè? Không gì đó, chạy nó đi. Đây đây, tìm kiếm chỗ nào dán dán mình cho anh em xem xe ha. Thấy chắc kinh bồi vậy nè, lạng lách các kiểu ha. Ok, đâu đây là ok rồi. Đây, chiếc xe đây nè, khá là đẹp nha. Đây, ngon lành với anh em. 150 kim cương rồi anh em, mình nhận được cái này rồi. Đó, khá là xịn. Thôi thì cũng được, như miễn phí mà anh em. Ok, tiếp theo là mình sẽ đi kiếm vài quả bông keo cho anh em. Ok, xung quanh làm gì ta? Kiếm nhiều quả keo thôi. Mình sẽ quay đây đây có trái keo này. Sẽ quay lại chỗ đó, dựng bơm keo gần chiếc xe cho anh em xem cho dễ hình dung ha. Kiếm thêm một quả nữa đi nè. Ok. Khó gì ta? 2-3 quả đi để mà được thì 4 quả luôn càng tốt nha. 4 quả này mình hay là 2 quả cũng được. Mình che cái chiếc xe lại sẽ đẹp hơn. Ok, anh em đợi tí xíu nha. Mấy đồng à? Đồng thôi. Nếu không có thì anh em quay lại dựng một quả. Này thì ga nó ép rồi. Này chơi gì đâu đẹp rồi. Ok, đây không có nè. À, ok. Đặt xe tiếp thì bạn kia định để chiếc xe mà nên em đâu có được, xe này của mình. Của mình là của mình, anh em không được đụng tới đâu nha. Ok. Đủ mấy đồng đó. Mấy đó ba đồng anh em mình mua một keo là vừa. Ok. Cảm ơn bạn kia khá là nhiều, có xuống chi nã cái thứ này anh em. Thì này mình đang test trong chế độ đấu thường. Khá là khuya rồi nên cũng không có bắn game cái thứ. Ok. Ok, này anh em. Ở đây, bom keo đây.
Ok chưa đây? Em thấy ok chưa? Quá ok luôn. Hiệu quả bông keo này cũng rộng anh em. Đây, anh em này. Sao cũng khá là rộng nè. Đó. Ok anh em, đáng tiền lắm nha. Đây, để mình lên thì xe cho mình xem. Lùi lại tí xíu. Ok. Xịn sò đây. Đó. Thì quả bông keo thì nó như vậy thôi. Bông keo cũng như chiếc mô tô. Thì anh em mình nạp 100k nè, 100k là anh em sẽ nhận được cái chiếc xe cũng như là bơm keo này, khá là đáng tiền. Anh em thấy cái quả này bơm keo hay chiếc xe thì sao thì cứ để lại dưới phần bình luận mình biết nha đây. Cảm ơn anh em. Thì thôi, out. Chết đi là out này. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video nha. Anh em thấy hay nhớ cho mình xin một like. Chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Bấm luôn luôn chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.